Dí, kết quả phỏng vấn sao rồi? Good, ông sếp có vẻ ưng tao lắm nha. Tuần sau kêu tao lên thử việc nè. Hai con mày thì sao? Tao cũng very good. Ông cũng nói tao là tuần sau lên thử việc. Vậy là hai đứa mình sẽ được làm chung với nhau rồi. Trời ơi, vô được công ty ngon. Sếp lại đẹp trai, lương cao, chế độ ổn định đấy chứ. Nghỉ mát hàng năm. Kỳ này là tao với mày ấm no hạnh phúc rồi. Ai nhìn quen đó mày ơi. Ủa, hình như là con Hoa nhỏ lớp trưởng lớp mình hồi xưa đó không? Đúng đó, cái con Tần Hân nhiều chuyện đó. Ngày xưa chuyên gia mách liệu chuyện của tao với mày. Nhớ ngày xưa tao với mày đi học á, đi học trễ hay là không chịu nhận trang điểm á, năn nỉ bao nhiêu lần nó cũng không bỏ qua, mà toàn đem chuyện của mình mất chức tiết sinh hoạt lớp nữa chứ. Mà sao bữa nay nhìn nó như bà thím vậy ta? Thì phải rồi, hồi đó đi học, học giỏi, được thầy cô thương, bạn bè yêu mến, cho nên làm cái giọng thấy ghét mà đúng rồi. Còn bây giờ làm gì nhìn nó như cái đống vẽ rách trong toilet vậy, còn thua với là Oxin nữa đó. Không biết bây giờ nó làm gì ta? Thôi, đừng đếm mò nữa, hay là tao gọi nó qua đây nói chuyện nha. Gì? Mày định nói chuyện với cái con vẽ rách đó hả? Thì dù sao nó cũng là bạn cũ mình mà, có sao đâu. Thôi, tao không có chơi với nó đâu. Nhìn cái mặt nó thôi là tao đã muốn chà cái đồ vẽ vô mặt nó rồi. Ơ con này, ai bắt mày chơi với nó đâu. Thôi để tao gọi nó qua nha. Thôi đừng có kêu. Thôi qua đi, biết đâu có nhiều chuyện nghe làm sao. Tao nói là đừng có gọi, là cái gì mà gọi. Thôi để tao gọi cho. Thôi mày định gọi tao hả? Trời ơi, hết hồn hà. Làm gì la như vậy? Trời ơi mày hả Hoa, tụi tao muốn đứng tim luôn á. Tao xin lỗi nha, tại tao nhìn từ xa á, tao thấy hai tụi mày mà không biết phải hơn, nên tao lại gần coi có phải bạn thân mình hồi xưa không. Mà tao thấy hai tụi mày cũng tính gọi tao phải không, nên tao qua đây kêu thử mà. Thì tụi tao cũng tính gọi mày đó, nhưng mà nhìn từ xa thì không biết ai ra ai, với lại bạn cũ lâu năm không gặp á, nên là không dám chắc. Nhưng mà gặp mày ở đây rồi, may quá. May cái gì mà may. Ê, mà sao hai đứa bay đi chung với nhau vậy, bộ có hẹn hả? Thôi chuyện cũng dài dòng lắm, hay là mình kiếm quán cà phê nào ngồi nói chuyện ha. Lâu rồi không gặp chắc là có nhiều chuyện kể lắm đây. Bên kia có một quán kìa, tụi mình qua đó đi. Okay. Đi. Phục vụ ơi. Dạ, thật khỏi. Cho chị một ly sinh tố thanh long không lấy hộp nha. Con này, mày gọi gì mà kỳ vậy? Gì đâu kỳ. Chị ơi, quán em không có loại sinh tố đó. Không có hả? Không có vậy thôi. Cho chị một ly nước ép dâu. Mày uống gì Hoa? Cà phê sữa. Vậy cho chị một ly nước ép dâu, một cà phê sữa và một chè ô long ha. Dạ. Trời ơi Mai, mày đúng là vẫn như xưa ha. Cái gì? Ý mày như xưa là sao? Thì vẫn là tiểu thư sang chảnh đó. Hồi xưa mày đi học á, lúc nào cũng phải sang, lúc nào cũng phải đẹp. Bởi vậy mày có bao giờ đụng tay đụng chân với mấy việc lớp như là trực nhật hay là lau bảng rồi đâu. Thì đúng rồi nè, nổi cái bàn tay của tao thôi á là đã 80.000 cái thứ mỹ phẩm rồi, làm sao mà đụng tay đụng chân được, hư hết bàn tay của tao. Lúc nào á thì tao cũng phải có nè, làm mềm da, dưỡng da, tẩy tế bào chết, sơn móng tay. Thôi mày nói nữa tao nhức đầu luôn á, tao đâu biết mấy nó là gì đâu. Ủa mày Hoa, dạo này mày làm gì rồi mà sao tao thấy mày xuống cấp thì phải? Mày đang làm ở đâu đấy? Thì tao ở nhà, tao tự làm, tự ăn, rồi chăm sóc chồng con thôi. Đừng nói với tao là mày làm nội trợ nha. Thì phần lớn thời gian của tao là vậy đó. Trời ơi. Ê, mày cười gì vậy? Thì mày nói chuyện mắc cười cho nên tao cười thôi. Tao? Nói chuyện mắc cười? Tao thấy có gì mắc cười đâu. Vậy mà không mắc cười nữa. Trời đất ơi, hồi xưa đi học, làm lớp trưởng, mà bây giờ cuối cùng lại về nhà làm nội trợ. Thì bình thường mà. Thôi mày đừng có giận nó nha, tính nó xưa giờ mày biết mà, cứ nói chuyện huệ tuệ có nể nang ai bao giờ đâu. Mày đừng có để bụng làm gì nha. Thôi bạn bè lâu ngày gặp mặt lại, tao không để bụng gì đâu. Mày làm nội trợ như vậy á thì kinh tế chắc là chồng lo nhở. Cuộc sống á có khó khăn lắm không? Không, đâu có khó khăn gì đâu. Thôi chỗ bạn bè với nhau mày giấu tao làm cái gì chứ. Tao gặp nhiều người như mày rồi. Một á là cuộc sống không khá giả là bao. Hai á là phải phụ thuộc vào chồng mà không có tiếng nói nữa chứ. Mà cuộc sống như vậy á chắc là nhục lắm đúng không mày?
Mày nói gì vậy? Làm gì tới mức nhục chứ? Không có đâu. Thôi, tao nghĩ là mày nên đi làm đi. Tao sẽ giới thiệu cho mày. Thấy được không? Ờ, nếu như mày mà đã có lòng vậy á thì tao cảm ơn mày nha. Công việc là gì vậy? Mày yên tâm đi, công việc rất là hợp với năng lực của mày luôn. Ờ. Nước tới rồi kìa. Nè, nước ép dâu của mày nè. Dính vậy rồi. Dạ dạ dạ, để em la cho chị. Thôi không cần đâu, em vô trong đi, tụi chị đừng lo được. Dạ dạ, không sao, để em la cho chị. Thôi vô trong đi, tụi chị lo được mà. Để nó đi, không cần đâu. Vô đi. Mày sao không? Dính vậy mày rồi. Ôi, dính chân đâu nữa nè. Hoa. Hả? Mày lau đi. Sao tao lau? Thì không phải là mày muốn kiếm công việc sao? Nhan sắc á thì xuống cấp, kinh nghiệm á thì không có. Tao nghĩ mày chỉ phù hợp với lao công mà thôi. Quá đúng luôn á. Cái dáng này làm lao công là quá hợp. Mày lau đi Hoa. Mày đừng có tưởng quá khứ mày học giỏi, làm lớp trưởng, rồi nhận học bổng thì tương lai mày có thể làm ông này bà nọ. À, mà nãy tao nhớ mày nói câu là mỗi người một số phận đúng không? Tao nghĩ cũng đúng á. Số phận mày á, lên voi đủ rồi thì bây giờ xuống chó đi là vừa, đúng không? Quá đúng. Thôi, nói nhiều làm gì nữa. Mau lau đi chứ không dơ quán người ta nữa. Còn đôi giày của tao nữa. À đúng rồi, mày nhớ lau sạch giày của con Mai nha. Nãy tao thấy nó có rớt ở trên nó đó. Với cái hạng người như mày á thì phải cúi xuống mới mau thăng chức được. Mà biết đâu á là còn được thăng chức tới đội trưởng của đội lao công nữa đó. À, mày coi sạch chưa Mai? Ừ, cũng sạch rồi. Wow, Hoa đúng là có tố chất làm lao công, giống như là sinh ra để được làm nghề này vậy đó. Hèn chi hồi nhỏ lúc mà đi học, mỗi lần mà tao trốn trực nhật á, nó cứ bắt bẻ canh me tao hoài à. Thì ra là tại vì từ nhỏ đã có tố chất yêu nghề. Thôi, tụi tao có công việc, hẹn ngày mai gặp lại chỗ hôm nay tụi mình gặp nha. Đi thôi mày. Không biết hôm nay mình có được gặp cái anh sếp đẹp trai lần trước phỏng vấn mình nữa không à? Lần đầu tiên đi làm ở công ty lớn như vậy á, tao cũng hồi hộp lắm. Mày biết không, sáng nay tao mới cấp 2-3 tiếng đồng hồ mới xong đó. Nhưng mà tao cũng không quan tâm lắm. Điều tao quan tâm bây giờ á là việc nhẹ, lương cao. Một ngày làm 8 tiếng đồng hồ, về nhà mà không vướng bận cái gì hết. Ôi, tao cũng thích như vậy á. Ê, nhưng mà hôm bữa á, mày nhớ lúc mình gặp con Hoa không? Vui dễ sợ, không ngờ là bây giờ nó lại xuống cấp đến như vậy. Làm tao thấy nó mà hả dạ ghê luôn á. Tao cũng hả hê nữa. Ngày trước á, nó dám vênh mặt lên với mình. Bây giờ để tao xem cái mặt chó của nó còn dám vênh với mình được hay không. Trời ơi, bữa đó lúc nào á, tao cũng nhớ tới cái mặt của nó mà dễ sung sướng. Mày ơi. Hả? Sao tao thấy công ty mình tuyển nhân sự vị trí nhân viên kinh doanh nữa nè. Ủa, tao tưởng là tuyển hai người mình là đủ rồi chứ. Thì chắc là công ty lớn cho nên người ta tuyển nhiều nhân viên thôi. Wow, công ty lớn quá mày ơi. Bởi vậy hàng gì mới cần tuyển thêm nhân viên kinh doanh. Vậy tụi mày giới thiệu tao vào vị trí đó đi. Trời ơi, lúc nào cũng làm hết hồn vậy. Mày tính ứng tuyển nhân viên kinh doanh như tụi tao á? Thì tao thấy trình độ của tụi mày với lại với tao cũng đâu hơn kém nhau là bao nhiêu. Tụi mày làm được thì tao cũng làm được chứ. Cái đó là do mày nghĩ thôi. Bao nhiêu năm ở nhà làm nội trợ, công nghệ nó đã phát triển như thế nào rồi. Bây giờ là thời đại 4.0, tao nghĩ người như mày á không vô nổi đâu. Nhưng mà tao có thể học mà. Với lại tao có nền tảng học hành rất là tốt, tao có thể học được hết. Trời đất ơi, tao có nền tảng học hành rất là tốt. Cái chuyện đó là chuyện xa xưa quá khứ rồi mà mày cứ nói đi nói lại hoài vậy. Mày nhìn coi, bây giờ mày là cái gì, vị trí ở đâu mà đòi hỏi tới một công ty sang chảnh, lương cao, bổng lộc đầy đủ với tụi tao. Tao nghĩ á, mày chỉ hợp với làm lao công thôi. Mày coi kìa, đi ứng tuyển làm lao công thôi, có cần ăn mặc diêm dúa vậy không bạn?
Mà cũng đúng, thời đại 4.0 rồi, làm lao công thì còn phải mặc như vậy thì mới được ứng tuyển chứ. Tao nghĩ cũng may cho mày á, có tụi tao ở trong đây làm tay trong thì để đậu thôi. Nhưng mà với cái hạng người như mày thì tao nghĩ là đến cả lao công người ta cũng không cần đâu. Ừ, có thể trình độ của tao á thì không bằng tụi mày, nhưng tao có tinh thần cầu tiến. Tụi mày là bạn thân của tao, không động viên tao một câu thì thôi, chứ tại sao lại nói tao như vậy? Động viên hả? Tao chỉ muốn giúp cho mày sáng mắt ra, nhìn vào thực tế thôi. Mà nhìn đi, cái hạng người như mày thì làm gì có thể bước vào một cái vị trí ở công ty sang chảnh như tụi tao. Vậy cuối cùng tụi mày vẫn quyết định là không giới thiệu tao vào vị trí này. Tao xin lỗi, nhưng mà thật sự là tao không thể. Nếu như mày muốn á, thì ngày mai tao sẽ giới thiệu mày vô những cái công ty mà đòi hỏi ít kinh nghiệm á, dành cho mấy bé mới ra trường đó. Còn bây giờ á, xe ra cho tụi tao làm việc. Vậy thì xin lỗi, tôi cũng không thể nhận các cô vào công ty này làm việc được. Cái con điên này mày đang nói nhăng nói cùi cái gì vậy? Ủa mày bị ảo tưởng hả? Đây chỉ là một bài test của chủ tịch hội đồng quản trị dành cho hai người. Dạ chào sếp Tính Lê. Chào sếp. Ủa bộ xuất hiện đột ngột là cái style ở công ty Big Cat Entertainment này hay sao mà ai cũng hay làm bất ngờ quá vậy? Mà chủ tịch hội đồng quản trị muốn test tụi em á, tụi em tưởng là tụi em đậu rồi mà. Rất tiếc là chưa. Buổi phỏng vấn vừa rồi thì tôi rất là đánh giá cao về kỹ năng của hai cô. Nhưng mà để làm việc được ở công ty này, không những có tài mà mình còn phải có đức. Và mấy cô vừa mới rớt cho mình vòng kiểm tra về đức độ do chính chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi kiểm tra. Chủ tịch hội đồng quản trị La Hoa hả? Ừ. Các cô trình độ thì rất là tốt, nhưng lại thiếu sự tìm hiểu kỹ càng về công ty mà mình sẽ ứng tuyển. Và tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị ở đây. Nhưng mà sao mày nói mày là bà nội trợ ở nhà mà? Mày còn nói là mày đang gặp khó khăn nữa. Ừ, tôi xin lỗi, nhưng đó chỉ là một phần của bài test thôi. Nếu như tôi không nói như vậy thì làm sao biết được bộ mặt thật của hai cô là như thế nào? Bên ngoài á thì nó là giúp đỡ bạn bè, nhưng thật ra là đẩy người khác vào đường khó khăn. Dù là bà nội trợ hay là những người không có trình độ, chỉ còn họ tinh thần cầu tiến và ham học hỏi thì công ty của chúng tôi đều cần họ hết. Tụi tôi thực sự rất là muốn giúp đỡ bà, nhưng mà tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi được rồi, không còn giải thích thêm đâu. Nhưng xin lỗi, công ty chúng tôi không thể nhận người như hai cô vào làm việc được. Tính lên, tiện khách giùm chị. Mời về.